cưới nhau vậy rồi mà chưa có cái gì hết trơn á. Thì bây giờ mình xây dựng đi. Mình xây dựng để biến cho này thành một ngôi nhà của mình luôn đi. Ê, nhưng mà bên kia có một cây thanh long thần kìa. Cây gì đâu to quá trời luôn. Wow, nhìn cha có. Mấy bạn ơi, hello các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Và mình chính là Hi Ha Thanh Long. Người sau lưng mình là Jimmy Thanh Long. Đúng rồi, hai tụi mình là cặp đôi vợ chồng Thanh Long mới cưới. Gỗ đi, vợ đó, Thanh Long ơi. Ê, hay là cái cây thanh long bên kia có cái gì vui quá à? Hay là mình qua bển thử đi, Jimmy ơi. Được, muốn qua bển thì qua bển thôi. Wow, nhìn đi kìa, đẹp quá trời đẹp mà to ơi là to luôn. Ôi, Jimmy ơi, rung kìa, nó rung kìa. Ôi, cái cây long đang rung kìa, chắc là nó chín rồi á. Ủa, nó chín rồi, mình bắt block đi qua bên bển thử coi có chuyện gì ở bển nè bạn ơi, nhanh lên. Wow, trời thanh long nó đang rung lắc nè các bạn ơi, chắc có lẽ là nó chuẩn bị rung luôn rồi kìa. Trời ơi, cái này mà ăn chắc là ngon lắm luôn á. Mà đó, hay là bây giờ mình rinh cái trái thanh long này về nhà của mình đi. Được, chín rồi. Lên, lên, để lên đây, ở đây có cây bạn nè. Tao, nặng lắm, tôi đang đem về nè. Trời ơi, có lên, đem về, trời nó to thiệt sự luôn á. Wow. Thì ra cái trái thanh long nó nở ra một con rồng. Wow. Vậy là trái thanh long đó giúp cho mình nở ra được một chú rồng thanh long luôn chứ mấy. Đúng ha, một chú rồng nhất là dễ thương luôn. Wow, xịn thiệt sự luôn á các mấy bạn ơi. Hello rồng. Ê, hay là mình đặt tên cho bé rồng này là tên gì đây? Nước ép. Đầu con rồng này tên nước ép cũng được á. Nước ép. Nhảy cái con nước ép. Nước ép à. Hay là bây giờ chúng ta xây một ngôi nhà đi. Không thể nào mà chúng ta sống ở ngoài đường hả? Đúng rồi ơi, chúng ta không thể nào sống ngoài đường vậy hoài. Nếu mà sống ngoài đường vậy lỡ cái rồng của chúng ta bệnh thì sao, đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ thì bắt tay vô xây dựng ở nào, đập gõ đi. Ok các bạn ơi, cái này. Wow, tạo cái đường đi luôn ơi. Tôi hiểu rồi, bị gì rồi đó mấy bạn ơi. Jimmy à, công chúa của lòng tôi, coi thử ngôi nhà này đi. Nhà đẹp quá à, trời ơi, đúng giờ, là giờ, ông, giờ. Đúng là ông xá tôi number one. Ai nữa? Qua này. Trời ơi, đúng bài đã đó. Đây là phòng bếp của mình nè các bạn. Còn lên trên để coi. Phòng trên đây thì công là nhận. Phòng ngủ đây. Công nhận nhà Hi-a xây đẹp quá. Hình như có cái hình mưa. Ê, hay là bây giờ mình phải cần qua đó để gạt cái hình đó để tạo mưa lên thì cái cây của mình nó mới mau mọc để phát triển hai cái trái còn lại hả Jimmy? Chắc là vậy á. Hay là mình đi qua bển đi. Nghe hợp lý á mấy bạn ơi. Bây giờ mình phải qua bển để có thể làm cái máy tạo mưa kia gật nó lên các bạn ơi. Trời ơi, cái đảo bên kia không biết mưa, máy tạo mưa nó sẽ giúp cho mình tạo ra mưa nhiều hay không ha các bạn. Gần tới ơi. Wow, máy tạo mưa thiệt luôn mấy bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta lít vào cái này thôi các bạn ơi. Không biết tạo ra mưa gì được không nữa đây. Cái gì đây? Thần mưa. Xin giới thiệu, ta là thần mưa. Cảm ơn ngươi đã chịu hồi ta nha. Nhờ sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hô mưa gọi gió để phát triển cái cây kia nha. Đúng rồi đó, cũng là đúng nghe những gì mà tôi muốn đó. Bây giờ ông thần mưa, ông hãy giúp tôi phát triển cho cái cây nó càng ngày càng to lớn lên đi ông thần mưa. Quá đơn giản, các ngươi hãy nhìn thấy đây. Các ngươi nhìn nha, tao chỉ làm một lần thôi. Wow, có mưa thiệt luôn các bạn ơi. Trời ơi. Wow, đang mưa kìa. Wow. Sao đám mây mà nó mọc vô trong cây của tôi luôn vậy? Liệu nó có mưa được không? À, thì là có mưa đó. Wow, mưa lên đi. Rồi, vậy là xong rồi đó. Các ngươi có cần mưa nữa thì cứ liên hệ ta nha, ta ở bên kia đó. Ok, tạm biệt ông thần mưa. Tạm biệt thần mưa. Wow, ui, cái cây kia to kìa, Jimmy ơi, to kìa. Wow, rơi xuống. Wow, đúng là một cảm giác thiệt là go boss mà. Ô, bưng về đây, Jimmy ơi. Trời ơi, không phụ người ta cái gì hết, nó đâu chạy về không à. Trời ơi, tôi tò mò quá nên tôi chạy về trước. Ôi, nở đây. Có gì kìa? Ngon quá à. Trời ơi, sao nó dạng con miếng thanh long không à mấy bạn ơi. Sao nó không ra thanh long gì. Ủa giờ ăn luôn hết trái thanh long của người ta rồi bà nội với mi này á. Trời ơi, bắt đợt. Ủa, cái gì kìa? Cái gì đó bay đi. Ôi, con gái.
con gái của bà, con gái của bà. Vào đây con gái ơi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây là mẹ của chúng ta. Đúng rồi, tên để gì đây? Mì gói. Con là tên là mì gói, còn đây là nước ép. Đó. Chào, chào nước ép. Nước ép và mì gói chào với nhau đây. Nước ép với mì gói dễ thương quá. Ờ, dễ thương ghê luôn á Jimmy ơi. Tụi nó thả tim nhau luôn kìa. Thôi lên nhà, lên nhà, lên nhà. Lên đây, lên đây. Đây sẽ là nơi để cho con ở nha. Còn đây hai vợ chồng mình sẽ nằm ở đây ngủ. Ho, ho, ho. Wow, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Xong chưa, vợ xong đâu? Xong rồi, em mình mở cửa giùm nha. Đây, đây, đây. Đâu, 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 đồ ăn đâu, đồ ăn đâu, đồ ăn đâu. Wow, món gì mà ngon dữ vậy nè. Wow, đây là sushi. Wow, con gái của ta bây giờ cũng lớn lên rồi nghe. Ê, nhưng mà Jimmy ơi, bên bển còn một trái thanh long nữa kìa. Nhưng mà lâu lắm rồi, nó không có chuyển gì á. Hay là mình qua kiếm ông thần mưa đi. Đúng rồi đó, hay là mình đi kiếm ông thần mưa đi ông giúp đỡ gia đình của mình đi. Qua kiếm thần mưa giúp đỡ mình thôi các bạn ơi. Ủa, bên kia hình như mới ra một cái đảo gì mới nữa kìa Jimmy, thấy không? Wow, lại là một cái đảo mới. Một cái đảo mới nữa, xỉu xỉu luôn. Nhưng mà thôi, quan tâm ông thần mưa cái đây. Thần mưa, thần mưa. Ủa, ông thần mưa đó rồi. À, Kiều ơi, ta ở đây này, có ai không? Kiều ơi, ông thần mưa. Cứu với, ở bên đây có một con quái vật da xanh, cứu ra với, ta bị bắt ở đây rồi, cứu với. Quái vật da xanh nữa, nghe sợ dữ vậy trời. Chúng ta đi cứu ổng thôi, nhanh lên đi nha. Lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nè mấy đứa ơi, nhanh lên. Ôi, con quái vật kìa, con quái vật. Để ba mẹ giúp, tụi nó, trời. Cố lên mọi người ơi. Ôi, con rồng của mình có thể phun lửa được luôn kìa mấy bạn ơi. Ta vừa về đảo, ta đang chưa kịp hồng hồn gì. Có một con quái vật đó đã bắt ta đi rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì về tạo mưa giúp tôi đây ông thần mưa. Tưởng chuyện gì, để cảm ơn người ta sẽ về làm hết luôn. Để cho mưa hôm mưa gọi gió luôn. Trời ơi, trời. Mưa đi, mưa nữa đi. Mưa nữa đi. Cháy màu lớn đi, cháy ơi. Nó đâu rồi, đây, nó đâu rồi, nó rồi. Ôi, 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 ôi. Mất tiêu luôn rồi. Nó mất tiêu luôn rồi mấy bạn ơi. Nhìn trên trời đi, biết đâu là có con chúng ta rơi xuống đó. Trời ơi, gì kỳ à? Sao như vậy được? Trời tối luôn rồi. Giùm mì ơi, trời tối luôn rồi. Cái gì vậy? Con của tôi, con của tôi. Con của tôi ơi, con của tôi. Wow. Hello. Trời ơi, một đứa con trai. Ở không Jimmy, mày ở không? Dễ thương quá à. Trời ơi, quá là dễ thương luôn á bạn ơi. Nó là con trai luôn kìa. Đây là con rồng của ba đó nghe. Con này tên là nước ép. Trời ơi là trời. Đừng có quậy, đừng có quậy. Trời ơi. Ơi, nhưng mà mình đặt tên con trai của mình tên gì bây giờ? Bánh chén. Bánh chén. Đúng rồi, trời, thôi cũng được. Thằng nhóc này nó sẽ tên bánh chén các bạn ơi. Đây là chị của con tên bánh là mì gói. Chị tên là gì? Chị mì tên gói. Là mì gói này nè. Chị cho mì bánh gói. Bánh chén sữa nè, bánh chén uống đi. Gia đình của mình bây giờ có 4 thành viên rồi. Xôm tụ rồi đó Jimmy ơi. Đúng thiệt á, công nhận mới gia đình chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất. Năm thành viên quên Hiếu con nước ép. Đúng rồi, Hiếu con nước ép vậy là quên là không được đâu mấy bạn ơi. Ây giời, con của chúng ta có tên luôn rồi kìa. Một đứa tên là mì gói, đứa tên là bánh chén. Bánh chén thì sao chính tả vậy? Ủa, bánh chén phải có chữ G nữa con. Trời ơi, tôi đặt tên tôi sai chính tả rồi, đặt tên con rồi sai chính tả nữa. Mà bây giờ nước ép phải ở đâu? Bây giờ chúng ta hết giường rồi. Nước ép ở đây đi. Đây 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 đây, ba có cái giường cho nước ép. Wow, con muốn ngủ ngoài đây với nước ép. Giường siêu to khổng lồ luôn á. Trời ơi, giường nó vậy mà la xịn cái gì. Giường mình mới là xịn đó con. Thôi đi ngủ, đi ngủ. Muộn rồi, muộn rồi. Nước ép đi mà bạn ngủ đâu. Ngủ đi. Ba ơi. Ba ơi. Ôi mà ơi vậy. Ôi ôi. Cái vậy, cái con của tôi bị vậy. Ôi. Mấy mẹ con đang làm cái gì vậy? Ba đang chơi trò chơi đó. Chơi trời ơi, cái gì vậy trời, hình như hôm nay mới
trò gì nữa mấy bạn ơi. Wow, này có nguyên cái bạn nhung vậy luôn ha. Bọn, wow, nhảy cao thiệt sự luôn nha. Có đồ ăn chưa? Đói bụng quá giờ mày. Tự tay con làm đó. Wow. Dạ, cơm gà cho bánh kẹt thôi nè. Cái này là cơm cá mà. Cá mà má. Gà dữ chưa? Gà dữ chưa? Mày nhìn lộn. Trời ơi, mấy mẹ con ăn lẹ đi. Nó quá trời luôn rồi. Nhưng tên chưa? Con yêu tinh xanh. Hôm trước các ngươi dám phá hang của ta, kỳ này ta sẽ phải trả thù. Ôi ôi ôi, nó đi qua đó. Nó đi qua nhà. Bye bye. Trời ơi, nó cũng yếu xìu như ngay đầu. Bài đặt qua đây, mày quài đặt qua đây hả? Yếu xìu vậy mà đặt hơi hẹn hả? Ôi, trời ơi, kìa. Ôi, chết chảnh quá trời luôn. Được rồi, lên trên đá xấu tụi nó. Ôi, trời ơi, xuống ra. Trời ơi, quá trời luôn nè. Ôi, 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 tao quýnh cha quá trời luôn. Mày, để tao xử lý. Mày nhiều dữ vậy trời, sao nhiều quá vậy? Hey!